Chào luật sư tín chung 518, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tín chung thông dụng, 4500 cửa tráng dụng chữ ủy. Chúng ta vẫn sẽ đào tỷ 103 chí. Hôm nay chúng ta học tới tập 108. Chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các gặp sau đây nhé. Thứ nhất đó là những cái từ vựng mà nó có cái đuôi là chữ phả, nghĩa là phép gì đó, hoặc là cách gì đó, hoặc luật gì đó. Ví dụ, chư phả là cách ăn, chua phả là cách làm, hứa phả là cách sống, xiáng phả là cách nghĩ hoặc là suy nghĩ, khan phả nghĩa là cách nhìn nhận hoặc là đánh giá. Từ đánh giá này với nghĩa là danh từ nhá, không phải là đánh giá với nghĩa là động từ đâu các bạn nhé. Tiếp theo, chấn phả là phép nhân, gia phả là phép cộng, giảm phả là phép trừ, chú phả là phép chia. Tiếp theo chúng ta có từ huân in phả. Phả là luật, huân in là hôn nhân, huân in phả là luật hôn nhân. Câu ví dụ thứ nhất, Trung Quốc huân in phả quy định, ý cửa nán rấn, chỉ nâng chủ ý cửa lão phố. Trung Quốc huân in phả, luật hôn nhân Trung Quốc, quy định, quy định, ý cửa nán rấn, một người đàn ông, chỉ nâng chỉ có thể hệ, chủ lấy ý cửa lão phố, một người vợ. Trung Quốc huân in phả quy định, ý cửa nán rấn, chỉ nâng chủ ý cửa lão phố. Câu ví dụ tiếp theo, Nữ hái zài huân in chung, jiu zài wài miền, zào xiao san, zhe shi wei fan huân in phả de. Nữ hái zài, bạn vẫn đang ở, huân in chung, trong hôn nhân, chiều chạy ngoài miền mà đã ở bên ngoài, cháu xiao san, cháu là tìm, xiao san là tiểu tam, tức là bồ, cháu xiao san là cặp bồ, chạy ngoài miền cháu xiao san, cặp bồ ở bên ngoài, chưa sử đây là quấy phản, là vi phạm, vi phạm thường là quy định hoặc là luật gì đó, huân in phả đợ, luật hôn nhân, chưa sử quấy phản huân in phả đợ, điều này là vi phạm luật hôn nhân. Nǐ hái zài huān yīn zhōng, jiǔ zài guài miàn zhǎo xiǎo sān, zhè shì wěi fǎn huān yīn fǎ de. Câu ví dụ tiếp theo, Trung Quốc de huān yīn fǎ shì zài 1981 niān 1月 1 rì kāi shì shì xǐng de. Trung Quốc de huān yīn fǎ, luật hôn nhân Trung Quốc. Sự sở mở sở mở tờ, cấu trúc này ở đây là nhấn mạnh vào thời gian. Tại 1931 niên 1月 1 rử là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1981. Khai sự bắt đầu, sư xính có nghĩa là ý chỉ cái luật hoặc quy định gì đó bắt đầu được có hiệu lực thi hành. Trung Quốc đã huân yên phả sự tại 1931 niên 1月 1 rử khai sử sư xính đợ. Tiếp theo chúng ta có từ fan. Fan nghĩa là nó có mấy nghĩa, và ở đây Trần Lâm Sư liệt kê ra ba nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là lật, dở hoặc là trở mình. Nghĩa thứ hai là lục lọi hoặc là lục tìm. Nghĩa thứ ba là băng qua, leo qua hoặc là trèo qua. Câu ví dụ thứ nhất, Tha fan ở cửa sân, yǒu shuǐ zǎo lè. Fan sân là trở mình, lật mình. Tha fan là cửa sân, anh ấy trở mình một cái. Yǒu shuǐ zǎo lè, rồi lại ngủ rồi. Tha fan là cửa sân, yǒu shuǐ zǎo lè. Câu ví dụ tiếp theo, Wǒ měi lái de jǐ, bǎ bǐng fān guò lái, jiě guǒ jiāo lè. Wǒ měi, tôi không, lái tờ chỉ là kịp, mấy lái tờ chỉ là không kịp. Bá bình phan của lại, bình là cái bánh, phan là lật. Bá bình phan của lại là lật cái bánh lại, tức là nó đang ở cái mặt này thì mình lật lại sang mặt khác, thì là bá bình phan của lại. Chía của, kết quả, treo lở, cháy rồi. Ủa mấy lái tờ chỉ, bá bình phan của lại, chía của, treo lở. Câu ví dụ tiếp theo,
请同学们把书打开，翻到第五十页。请同学们 mời các bạn học sinh把书打开 là mở sách ra. Phan tạo giờ đến, tỷ ủ sứ dễ, trang 50. Chỉnh thông xuyên mân, bả sư tả khai, phan tạo tỷ ủ sứ dễ. Câu ví dụ tiếp theo, của mân phan của chưa chùa xẻo san, chiều tạo lợ. Của mân phan của chúng ta băng qua, chưa chùa xẻo san, san là núi, xẻo san là ngọn núi nhỏ, chùa là lượng từ cho ngọn núi. Chưa chùa xẻo san, ngọn núi nhỏ này, chiều tạo lợ là tới rồi. Ủa mân phan của chưa chùa xẻo san, chiều tạo lợ. Và tiếp theo chúng ta học thêm mấy câu ví dụ nữa với cái nghĩa là lục lọi tìm tòi. Từ phan được sử dụng rất nhiều với nghĩa là lục lọi tìm tòi. Nǐ yì zhí bù tíng de fān guìzì, zǎo shěnme nè? Nǐ yì zhí là bạn cứ gì đó mãi, bù tíng de là làm gì đó một cách liên tục không ngừng, fān guìzì là lục tục, zǎo shěnme nè? Tìm cái gì thế? Nǐ yì zhí bù tíng de fān guìzì, zǎo shěnme nè? Câu ví dụ tiếp theo. Cán trái của bú chạy tờ sử hậu, sấy phan của tờ bao lợ. Cán trái ban nãy của bú chạy tờ sử hậu. Sử hậu là khi của bú chạy là tôi không có mặt ở đây hoặc là tôi đi vắng. Cán trái của bú chạy tờ sử hậu, lúc ban nãy khi tôi không có ở đây. Sấy ai phan lục của tờ bao, cái túi của tôi. Sấy phan của tờ bao lợ, ai đã lục lọi túi của tôi thế? Căng trái của bú chạy tờ sử hậu, sấy phan của tờ bao lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Của chinh thiên phan lợ lão công tờ sổ chi, pha xiển tha cân ý cơ nữ tờ, léo ai mây. Của chinh thiên, tôi hôm nay, phan lợ, dở, hoặc là lục, lão công tờ sổ chi, điện thoại của chồng. Pha xiển, phát hiện, tha cân ý cơ nữ tờ là anh ta cùng với lại một người phụ nữ. Léo ai mây. Ai mây tức là cái tình cảm mập mờ. Léo ai mây tức là trò chuyện theo kiểu tán tỉnh. Của chinh thiên phan lờ lão công tờ sổ chi, pha xiển tha cân ý cơ nữ tờ léo ai mây. Từ vựng tiếp theo là từ phan lẻn. Phan là lật hoặc là dở. Lẻn là mặt. Phan lẻn là lật mặt hoặc là trở mặt. Câu ví dụ thứ nhất. Mấy xiáng tạo tha phan liền bị phan su hải khoải. Mấy xiáng tạo không ngờ tha phan liền anh ta lật mặt bị phan su hải khoải còn nhanh hơn cả lật sách. Người Trung Quốc rất hay nói câu phan liền bị phan su hải khoải. Mấy xiáng tạo tha phan liền bị phan su hải khoải. Câu ví dụ tiếp theo. Yǒu huà hǎo hǎo shuō, biě bì wǒ gěn nǐ fān liǎn. Yǒu huà có lời, hǎo hǎo shuō là nói cho đàng hoàng hoặc là từ từ nói. Yǒu huà hǎo hǎo shuō tức là có gì thì cứ từ từ nói. Biě đừng, bì wǒ ép tôi, gěn nǐ fān liǎn trở mặt với anh. Yǒu huà hǎo hǎo shuō, biě bì wǒ gěn nǐ fān liǎn. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa sang chữ ban của tha, tha xiên giải chuyện phan liền bú rần rấn lợ. Ủa sang chữ tôi lần trước, ban của tha đã từng giúp anh ta. Tha xiên giải anh ta bây giờ, chuyện thể hiện cái việc đối lập với đằng trước, tức là đáng lẽ tôi giúp anh ta thì anh ta sẽ ghi ơn hoặc là anh ta sẽ trả ơn. Nhưng mà cái điều bây giờ nó lại trái ngược lại. Tha xiên giải chuyện, nhưng bây giờ anh ta lại phan lẻn bú rần rần là trở mặt không nhận người, tức là coi như không quen biết. Ủa sang chữ ban của tha, tha xiên giải chuyện phan lẻn bú rần rần lợ. Câu ví dụ tiếp theo.
他们两个因为一点小事就翻脸打起来了。他们两个hai người bọn họ因为bởi vì一点小事một chút chuyện nhỏ就翻脸liền trở mặt打起来了đánh nhau. Ta men liang ge yin wei yi dian xiao shi jiu fan lian da qi lai le. Từ vựng tiếp theo là từ fan shen. Từ fan shen có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là lật mình, trở mình hoặc là lẫy. Câu ví dụ thứ nhất, ni kan bao bao hui fan shen le. Ni kan anh nhìn này, bao bao em bé hui fan shen le, biết lẫy rồi. Ni kan bảo bảo hội phan sinh lở. Câu ví dụ tiếp theo, ta căng chua quán sổ sụ, chỉ nâng thẳng chờ, xiang phan sinh đầu phẩy chìn. Ta căng anh ấy vừa mới, chua quán làm xong, sổ sụ phẫu thuật. Ta căng chua quán sổ sụ, anh ấy vừa mới phẫu thuật xong, chỉ nâng chỉ có thể thẳng chờ, nằm. Xiang phan sinh muốn trở mình, đâu cũng ở đây dùng để nhấn mạnh mức độ cao. Phẩy chỉnh tức là rất là khó khăn. Tha căng chua quán sầu sụ chỉ nâng thảm trở xiang phan sân đâu phẩy chỉnh. Và từ phan sân với nghĩa thứ hai đó là đổi đời. Câu ví dụ thứ nhất, tha chung lỡ trải phiêu ý yê phan sân lỡ. Tha chung lỡ trải phiêu, anh ấy trúng vé số. Ở đây không đọc là chung, không đọc là thanh 1 mà đọc là thanh 4 nhé. Chung trải phiêu là trúng vé số. Ý yê phán sân lợ. Ý yê là một đêm. Ý yê phán sân lợ là qua một đêm đã đổi đời. Tha chung lợ trải phiêu. Ý yê phán sân lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chúng rấn xiang yào phán sân, suy yào phụ chú cần tố đợ nụ lị. Chúng rấn, người nghèo, xiang yào, muốn, phan sân, đổi đời, suy yào, cần, phụ chu, bỏ ra. Cần tua đã nỗ lực, càng nhiều cái sự nỗ lực hơn nữa. Chúng rấn, xiang yào, phan sân, suy yào, phụ chu, cần tua đã nỗ lực. Trước khi đến với câu tiếp theo, Trần Hoa Sư xin dành một phút để thông báo một chút. Trần Hoa Sư mấy ngày nay đang bắt đầu đăng những short video, tức là những video ngắn. Bây giờ YouTube có một cái chương trình là những video ngắn, nó thời lượng của nó là dưới 1 phút. Và những cái video này thì nó không thông báo ở cái mục quả chuông mà nó hiện ở cái chỗ là kênh đăng ký. Khi mà các bạn thấy ở trên ứng dụng YouTube của các bạn, chỗ kênh đăng ký nó có cái dấu chấm, tức là nó có báo thông cái kênh nào đó trong những kênh bạn đã đăng ký có thông báo mới. Khi mà bạn thấy ở đó thì bạn bấm vào. Khi bạn thấy mà ở kênh Tiếng Trung 518 bên dưới nó có cái dấu chấm, tức là Trần Hoa Sư vừa đăng video mới, thì các bạn bấm vào để xem. Những cái video ngắn đấy là những cái mà Trần Hoa Sư khi mà tiếp xúc những cái đời thường trong cuộc sống thì dạy các bạn luôn. Ví dụ như vừa đi siêu thị, vừa dạy các bạn tiếng Trung, vừa mua đồ và dạy các bạn, hoặc vừa đi chơi vừa dạy các bạn tiếng Trung. Những cái đấy là những cái video rất là thiết thực. Các bạn nên cố gắng xem càng nhiều càng tốt. Và Trần Hoa Sư đăng những cái video ngắn đấy hàng ngày, ngày nào cũng sẽ đăng. Hy vọng là các bạn sẽ thường xuyên theo dõi và ủng hộ những video mới của Trần Hoa Sư nhé. Chúng ta cùng tiếp tục bài học nhé. Tha chống chua sơn nghi pha lở trái ỉ khô chưa phan sơn lở. Tha chống anh ấy từ khi sở mơ ỉ khô là sau khi gì đó. Chua sơn nghi làm kinh doanh, pha lở trái phát tài, tức là phất lên hoặc là giàu lên. Chưa phan sơn lở thì đã đổi đời rồi. Tha chống chua sơn nghi pha lở trái ỉ khô chưa phan sơn lở. Từ vựng tiếp theo là từ phan bái yển. Bái là màu trắng, yển là mắt. Bái yển tức là cái phần lòng trắng mà mắt của chúng ta nó lật ra rất là nhiều. Phan bái yển nghĩa là lườm hoặc là lườm nguyết. Câu ví dụ thứ nhất, 我最烦的就是别人对我翻白眼. 我最烦的, phán là phiền hoặc là khó chịu. 我最烦的 là điều mà tôi thấy khó chịu nhất. 就是 chính là 别人对我 là người khác làm gì đó với tôi. 翻白眼 là lườm hoặc nguyết. 别人对我翻白眼 là người khác lườm nguyết tôi.
我最烦的就是别人对我翻白眼。 Câu ví dụ tiếp theo, 我什么也没说，只翻了他一个白眼。 什么也没说, tức là không nói gì cả. 我什么也没说, tôi chẳng nói lời nào. 只翻了他一个白眼, lườm cho cô ấy một cái. 我什么也没说，只翻了他一个白眼。 Từ vựng tiếp theo là từ phan cân tổ. Phan cân tổ hoặc còn nói là phan cân thổ nữa. Phan cân tổ hoặc phan cân thổ nghĩa là lộn hoặc là nhào lộn. Câu ví dụ thứ nhất, 我小时候很喜欢在床上翻跟斗。 我小时候, tôi hồi còn nhỏ, 很喜欢, rất thích, 在床上, ở trên giường, 翻跟斗, lộn, chơi lộn. 我小时候很喜欢在床上翻跟斗, tôi hồi nhỏ rất là thích nhào lộn ở trên giường. Câu ví dụ tiếp theo, 练功夫的人可以连续翻好几个跟斗。 Luyện công phu the lần là những người mà luyện võ. Kui có thể liên suy, liên tục hoặc là liên tiếp. Phan hảo chỉ cửa cân tổ. Hảo chỉ cửa đây là dùng để nhấn mạnh vào số lượng nhiều. Phan hảo chỉ cửa cân tổ. Nhào lộn những mấy cái liền. Luyện công phu the lần kui liên suy, phan hảo chỉ cửa cân tổ. Tiếp theo chúng ta có thành ngữ phan lái phụ trừ. Phan lái phụ trừ nghĩa là tức là chúng ta cứ phải xoay bên nọ phần bên kia, và nghĩa của nó là trằn trọc hoặc là thao thức, tức là không ngủ được. Và nghĩa thứ hai là hết lần này đến lần khác hoặc là quanh đi quẩn lại. Câu ví dụ thứ nhất, 我昨晚喝了点咖啡，结果翻来覆去的睡不着。 我昨晚, tôi tối qua, 喝了点咖啡, uống một chút cà phê. 结果, kết quả là, 翻来覆去的, là vần đi vần lại, tức là chằn chọc, 睡不着, không ngủ được. 我昨晚喝了点咖啡, 结果, 翻来覆去的, 睡不着. Câu ví dụ tiếp theo, 面试前一天, 我过于紧张，翻来覆去，怎么也睡不着。 面试前一天, 前一天 là trước một hôm, 面试, phỏng vấn. 面试前一天, một ngày trước phỏng vấn. 我, tôi, 过于 là quá mức gì đó. 紧张, hồi hộp. 我过于紧张, tôi hồi hộp hoặc là căng thẳng quá mức. 翻来覆去, chằn chọc. 怎么也睡不着, không sao mà ngủ được. 面试前一天, 我过于紧张, 翻来覆去, 怎么也睡不着. Câu ví dụ tiếp theo, 这件事情, 他已经翻来覆去的, 说了很多遍. 这件事情, chuyện này, 他已经, anh ấy đã, phan lái phụ trừ tợ là làm gì đó một cách lặp đi lặp lại. Xua lỡ hẳn tua biển, nói rất nhiều lần. Chưa chiến sự chính, tha ý chính, phan lái phụ trừ tợ, xua lỡ hẳn tua biển. Câu ví dụ tiếp theo, tiền sử sẵn, phan lái phụ trừ tợ, chiều nà chỉ cờ chế mụ, y đẻ y sử, đâu mấy yếu. Tiền sử sẵn, trên TV, phan lái phụ trừ đó là những cái mà lặp đi lặp lại, quanh đi quẩn lại. Chiều na chỉ cờ chế mù, chiều đây dùng để nhấn mạnh vào là ít. Chiều na chỉ cờ chế mù, chỉ có mấy cái chương trình đó. Y tiền y sự, một chút ý nghĩa, một chút thú vị. Đâu mấy yếu, cũng không có. Y tiền y sự đâu mấy yếu, chả thú vị chút nào. 电视上翻来覆去的就那几个节目，一点意思都没有。 Tiếp theo chúng ta có thành ngữ
phan xiang bảo quỷ. Xiang là cái hòm hoặc là cái vali. Quỷ là cái tủ. Phan xiang bảo quỷ tức là lục tung hòm tủ để tìm thứ gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, Nǐ fān xiāng dǎo guì zài zǎo shěmě nè? Nǐ fān xiāng dǎo guì, cậu lục tung hòm tủ lên, zài zǎo shěmě nè? Đang tìm cái gì vậy? Nǐ fān xiāng dǎo guì zài zǎo shěmě nè? Cậu đang tìm cái gì mà lục tung hòm tủ lên vậy? Câu ví dụ tiếp theo, Tā de qiān bào bù jiàn le, fān xiāng dǎo guì le bàn tiān yě měi zǎo dào. Tha tờ chén bao, ví tiền của anh ấy, bú chén lợ, không thấy đâu nữa. Phan xiang tảo quầy lợ, bàn thiên. Bàn thiên là rất lâu. Phan xiang tảo quầy lợ, bàn thiên. Lục tung hòm tủ lên, rất là lâu. Yên mấy chảo tảo, cũng không tìm thấy. Tha tờ chén bao, bú chén lợ. Phan xiang tảo quầy lợ, bàn thiên. Yên mấy chảo tảo. Câu ví dụ tiếp theo. Xiǎo tōu zài fǎng jiān lǐ fān xiāng dǎo guì le hěn chǎng shí jiān, yī fēn qiān yě měi zǎo dào. Xiǎo tōu, tên trộm, zài fǎng jiān lǐ ở trong phòng, fān xiāng dǎo guì lục tung hết ngạc hòm tủ lên, hěn chǎng shí jiān rất lâu, yī fēn qiān một đồng xu yě měi zǎo dào cũng không tìm được. Xiǎo tōu zài fǎng jiān lǐ fān xiāng dǎo guì le hěn chǎng shí jiān. Yì fēn qiān yě měi zǎo dào. Tiếp theo chúng ta có thành ngữ fān tiān fǔ dì, hoặc chúng ta nói là tiān fān dì fǔ. Chúng ta nói động từ trước, động từ fān trước và động từ fǔ trước, hoặc là chúng ta nói danh từ trước. Fān tiān fǔ dì hoặc là tiān fān dì fǔ, nghĩa là thể hiện cái sự thay đổi hoàn toàn, thay đổi vô cùng lớn, tức là giống như là đảo cả trời đất lên, đảo lộn cả trời đất. Và nghĩa thứ hai là mâu thuẫn hoặc là bất đồng vô cùng dữ dội. Câu ví dụ thứ nhất, 我们村子这些年发生了翻天覆地的变化. 我们村子 thôn chúng tôi 这些年 mấy năm nay 发生了 đã xảy ra hoặc đã diễn ra 翻天覆地的变化. Biến hóa là sự thay đổi. Phan thiên phụ tỷ là biến hóa, tức là những cái sự thay đổi vô cùng to lớn. Wǒmen chūnzǐ zhèxiě nián fāshēnglé fān tiān fù tì de biān huà. Câu ví dụ tiếp theo. Zhèxiě tiān fāshēng de shìqíng ràng tā de xiǎngfǎ yǒu le fān tiān fù tì de gái biān. Zhèxiě tiān de mấy ngày nay fāshēng de shìqíng. Sự chính là việc hoặc là chuyện phát sinh tự xảy ra. Chưa xia thiên phát sinh tự sự chính. Những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Rằng tha tự sáng phả khiến cho suy nghĩ của anh ấy. Phan thiên phụ tỷ tự cải biến. Cải biến là sự thay đổi. Phan thiên phụ tỷ tự vô cùng to lớn. Yếu là phan thiên phụ tỷ tự cải biến, tức là có một cái sự thay đổi hoàn toàn. 这些天发生的事情让他的想法有了翻天覆地的改变. Câu ví dụ tiếp theo. 他们兄弟俩因为财产纠纷闹得天翻地覆的. 他们兄弟俩, hai anh em bọn họ, 因为, vì, 财产纠纷, 纠纷 là tranh chấp, 财产 là tài sản. Tài sản chiêu phân là cái sự tranh chấp tài sản. Nào tờ, ở đây nào tức là gây lộn hoặc là có những cái thường là dùng cho những cái bất đồng hoặc là những cái chuyện không hay. Nào tờ thiên phan tỷ phủ tờ, tức là có những cái mâu thuẫn vô cùng dữ dội, ví dụ như là cãi nhau hoặc là đánh nhau hoặc là ví dụ như là trở nên trở mặt hoặc là thù hận nhau, thì đấy gọi là nào tờ thiên phan tỷ phủ tờ. Tha mân xung tỷ lẻ yên huệ trái trả chiêu phân nào tờ thiên phan tỷ phủ tờ. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Hoa Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với giọng đọc rất chuẩn của bạn U Xiao Jun nhé. Bye bye.
第108集法吃法做法活法想法看法乘法加法减法除法婚姻法中国婚姻法规定一个男人只能娶一个老婆你还在婚姻中就在外面找小三这是违反婚姻法的中国的婚姻法是在1981年1月1日开始实行的翻他翻了个身又睡着了我没来得及把饼翻过来结果焦了请同学们把书打开翻到第50页我们翻过这座小山就到了你一直不停地翻柜子找什么呢刚才我不在的时候谁翻我的包了我今天翻了老公的手机发现他跟一个女的聊暧昧翻脸没想到他翻脸比翻书还快有话好好说别逼我跟你翻脸我上次帮过他他现在却翻脸不认人了他们两个因为一点小事就翻脸打起来了翻身你看宝宝会翻身了他刚做完手术，只能躺着，想翻身都费劲。翻身，他中了彩票，一夜翻身了。穷人想要翻身，需要付出更多的努力。他从做生意发了财以后就翻身了翻白眼我最烦的就是别人对我翻白眼我什么也没说只翻了他一个白眼翻跟斗我小时候很喜欢在床上翻跟斗练功夫的人可以连续翻好几个跟斗翻来覆去我昨晚喝了点咖啡结果翻来覆去的睡不着面试前一天我过于紧张翻来覆去怎么也睡不着这件事情他已经翻来覆去的说了很多遍电视上翻来覆去的就那几个节目一点意思都没有翻箱倒柜你翻箱倒柜在找什么呢他的钱包不见了，翻箱倒柜了半天，也没找到。小偷在房间里翻箱倒柜了很长时间，一分钱也没找到。翻天覆地，天翻地覆。
我们村子这些年发生了翻天覆地的变化。这些天发生的事情，让他的想法有了翻天覆地的改变。他们兄弟俩因为财产纠纷，闹得天翻地覆的。